Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách mở tab ẩn danh trên Google Chrome trên điện thoại nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Chrome trên điện thoại của các bạn lên. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào phần ba dấu chấm ở phía trên bên phải màn hình điện thoại nha. Ngay phần này thì các bạn hãy chọn vào. Tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào cái phần là thị ẩn danh mới nha. Ngay cái phần này mình sẽ chọn vào thị ẩn danh mới nha, mình sẽ chọn vào. Thì như vậy là trình duyệt Chrome của các bạn đã chuyển sang chế độ ẩn danh rồi. Thì với chế độ ẩn danh này thì các bạn sẽ không bị lưu lại bất kỳ lịch sử cookie hay là khác nào. Thì bên cạnh đó thì điện thoại của bạn sẽ chạy mượt hơn và bảo mật thông tin duyệt web của các bạn nha. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.